Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhiều giải pháp vực dậy nghề muối. Hà Nội tự thiết lập vùng xanh tại các chung cư. Đà Nẵng đơn giản hóa thủ tục để người dân sớm nhận hỗ trợ. Sơn La tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, số hồ sơ được xử lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80.000 hồ sơ với khoảng gần 800 doanh nghiệp tham gia. Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 7, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được chính thức triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia với xấp xỉ 3,9 triệu hồ sơ của gần 48.500 doanh nghiệp. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm 2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng đến 11% về số lượng, nhưng giảm 0,9% về giá trị kim ngạch. Cụ thể, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu ước đạt 17.000 xe với giá trị kim ngạch đạt 332 triệu đô la Mỹ. Nếu tính trung bình, mỗi xe ô tô được nhập về Việt Nam trong tháng 7 có giá trị khoảng 19.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 450 triệu đồng. Theo Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam có mã số HS, phần lớn từ các thị trường miễn giảm thuế, chủng loại chủ yếu là xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi, giá rẻ từ Indonesia, Thái Lan. Hai thị trường này chiếm đến 80% tổng lượng xe con nguyên chiếc nhập khẩu. Nhằm nâng cao năng lực quản lý hiệu quả các hoạt động kinh tế xã hội, tạo ra môi trường, cuộc sống chất lượng, phục vụ tốt cho người dân, tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh UC đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau một thời gian vận hành thí điểm, đến nay Trung tâm UC Thái Nguyên đã bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thái Nguyên. Xác định trung tâm IOC là bộ não số của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh trên mọi lĩnh vực. Tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các công ty công nghệ xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh với hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chúng tôi cũng đã cùng với các doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn Viettel, cũng đã xây dựng được một cái trung tâm điều hành đô thị thông minh. Và đó thì cũng đã hiển thị lên được nhiều cái dịch vụ. Đấy, cụ thể nó là chính là cái SI Thái Nguyên. Và đó là đang có 12 cái dịch vụ đang được cung ứng, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Và qua quá trình thử nghiệm vận hành thì đến nay thì có thể nói là cái SI Thái Nguyên này đã đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với nền tảng công nghệ hiện đại được cung cấp bởi tập đoàn Viettel, trung tâm IOC Thái Nguyên cho phép kết nối những trường thông tin, trích xuất dữ liệu, tiếp nhận thông tin phản ánh của mọi người dân, doanh nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền. Trung tâm giám sát này còn cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý, phản ánh một cách công khai và minh bạch. Đến nay, trung tâm IOC Thái Nguyên đã hoàn thành 10 trên 11 hạng mục gồm đầu tư phòng điều hành thông minh hiện đại, nền tảng tích hợp, hiển thị thông minh điều hành IOC, tích hợp dữ liệu lĩnh vực y tế, giáo dục, giám sát thông tin, phản ánh hiện trường, camera trên bản đồ số, hệ thống phản ánh hiện trường với ứng dụng SI Thái Nguyên, nền tảng quản lý camera tập trung, hệ thống giám sát điều hành giao thông, lắp đặt thí điểm hệ thống camera an ninh, hệ thống giám sát thông tin môi trường mạng, hệ thống cảnh báo cháy, phòng họp không giấy tờ, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong đó, dịch vụ phản ánh hiện trường đã kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân, thể hiện sự công khai, minh bạch trong hoạt động điều hành của chính quyền địa phương. Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có 427 ha diện tích muối, nhưng do hiệu quả kinh tế không cao nên hiện chỉ còn khoảng 60 ha đang sản xuất còn lại bị bỏ hoang. Để tháo gỡ khó khăn cho người làm muối, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp như quy hoạch lại vùng làm muối để áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm, để giúp diêm dân yên tâm gắn bó với nghề. Những năm trước đây, vùng chuyên canh muối lớn nhất miền Bắc này luôn tấp nập với khoảng 4.000 lao động thường trực tại các ruộng muối. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở lại đây, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, giá muối giảm cùng với thời tiết thất thường khiến cho thu nhập của các diêm dân thấp, nhiều người chuyển sang nghề khác và vì vậy chỉ còn 750 lao động đang gắn bó với nghề.
nhằm tìm hướng đi mới cho nghề muối, ngăn chặn tình trạng ruộng muối bỏ hoang gây lãng phí. Địa phương đã quy hoạch lại vùng sản xuất để dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng. Đồng thời tăng cường quảng bá, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho vùng sản xuất muối và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chế biến từ muối để nâng cao hiệu quả kinh tế. Địa phương đã có chủ trương là dồn những cái diện tích mà sản xuất không tập trung thì vào một cánh đồng 2 và một phần cánh đồng 3 để sản xuất tập trung hơn, dễ cho cái việc điều hành cũng như là việc chỉ đạo sản xuất cho để nâng cao chất lượng muối của xã Bạch Long. Để các diêm dân tại đây yên tâm theo nghề, các cấp có thẩm quyền cần sớm phê duyệt vùng sản xuất muối theo quy hoạch, có cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phát triển sản phẩm OCOP đối với muối và các sản phẩm từ muối để nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, phát hành mẫu tranh cổ động về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch đã được thực hiện với tên gọi Cháy lên tại 5 điểm cầu, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc các thể loại như nhạc nhẹ, chèo, xiếc với mục đích tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mang dấu ấn tuyên truyền. Dự kiến sẽ có 10 chương trình nghệ thuật trong chuỗi các chương trình nghệ thuật trực tuyến phục vụ khán giả trên các nền tảng trực tuyến. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng tại Hà Nội, cư dân ở nhiều tòa chung cư đang tự bảo nhau thiết lập nên vùng xanh an toàn bằng ý thức và những hành động thiết thực. Cụm tòa chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ lối vào đã thiết lập thêm một chốt chặn. Tất cả các shipper đến giao hàng đều dừng lại tại chốt này và phải gọi người bên trong ra lấy. Điều này góp phần giảm hẳn người lạ có thể ra vào cụm chung cư. Cái đợt 4 này bùng dịch thì rất là căng ở Hà Nội. Thì là cái biện pháp phòng ngừa của chúng tôi được siết chặt hơn. Thứ nhất là thành lập cái chốt là ngay từ đầu vào để cho chặn các shipper thì ngay khi mà tòa chúng tôi liên kết vào tòa T3 thành lập cái barrier bên ngoài để tất cả shipper không được vào tòa nhà, mọi người đều ra nhận ở ngoài đó. Còn đây tiếp tục là vòng chốt chặn nữa ở mỗi tòa nhà. Sảnh của các tòa nhà ngừng hoạt động và quay lại, chỉ còn một lối nhỏ để cư dân ra vào. Thành viên các tổ COVID cộng đồng và ban quản lý tòa nhà ngồi chốt trực, giám sát thường xuyên để đảm bảo không có người lạ ra vào. Ngồi lập chốt tại đây hàng ngày từ 6 giờ sáng đến tối để quản lý người ra vào khu căn hộ, không cho phép người lạ ra vào. Vì chúng tôi quay vào như thế này để có quan sát được kỹ những người ra vào. Và nói chung là cư dân rất là tuân thủ, chấp hành. Trên các hội nhóm thông tin của mỗi tòa nhà, cư dân cũng tự thiết lập những quy định để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài việc các biện pháp 5K là bắt buộc, còn có những quy định cư dân mỗi tòa nhà tự giác bảo nhau thực hiện, như không sử dụng giúp việc theo giờ từ bên ngoài vào, không sang nhà nhau chơi hay ý thức đi thang máy ít người nhất có thể. Tại Hà Nội, đang có rất nhiều tòa chung cư với lượng lớn cư dân sinh sống. Mỗi tòa nhà chung cư giữ được vùng xanh an toàn sẽ góp phần đẩy lùi những vùng đỏ có dịch. Ý thức giữ vùng xanh, tấm khiên chắn dịch cũng là chìa khóa góp phần kiểm soát dịch thành công. Sẻ chia khó khăn với các đơn vị lực lượng vũ trang và người dân vùng dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và chùa Linh Ẩn, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà ủng hộ rau củ quả gửi về Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Số nông sản với hơn 60 tấn hàng gồm rau củ quả được chùa Linh Ẩn, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà vận động nhân dân địa phương ủng hộ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân vùng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đây là hoạt động quyên góp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chùa Linh Ẩn thực hiện. Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và chùa Linh Ẩn kết hợp lại đồng hành với bà con toàn quốc hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ về nông sản để phòng chống dịch, để cho hỗ trợ cho
các y bác sĩ tuyến đầu cũng như là bà con nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần tương thân tương ái, bà con Phật giáo, nhân dân cùng với lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hy vọng sau những chuyến xe nghĩa tình chở hàng nông sản này sẽ tiếp tục có những chuyến xe tiếp theo nối dày thêm tình cảm Lâm Đồng cùng với cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang gặp khó khăn của dịch bệnh. Đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, ngân hàng máu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại lâm vào cảnh thiếu máu trầm trọng. Bệnh viện đã 5 lần phát đi lời kêu gọi người dân hiến máu. Khi biết thông tin, người dân ở thành phố Cần Thơ với tinh thần chia sẻ đã tìm đến bệnh viện để cho đi những giọt máu quý giá của mình, mang đến hy vọng cho người bệnh đang cần máu. Buổi sáng đầu tháng 8, chiếc ô tô 45 chỗ làm nhiệm vụ hiến máu lưu động đã đậu trước cổng Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Hơn 8 giờ sáng, lác đác vài người đang khai báo y tế, thông tin để bắt đầu lên xe hiến máu. Càng về trưa, số lượng người đến càng đông. Họ đa phần là người trẻ, thỉnh thoảng có những người lớn tuổi đến cho máu. Thấy đang hiếu thì mình đi hiến do như mình đang ở gần đó. Thì mình đi để mà có giúp được ai thì giúp. Mỗi năm em cũng có hiến máu nhưng mà tại năm nay tình hình dịch bệnh nên ở phường lo công tác hỗ trợ phòng chống dịch nên không có hiến máu được. Rồi em có thấy trên Facebook có chia sẻ kêu gọi hiến máu, em đi hiến máu. Thì cái này là mình cũng như mình góp sức cho xã hội đó, cho những người mà người ta cần. Hiện nay kho máu của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ chỉ còn lác đác vài trăm đơn vị, trong đó nhóm máu O và AB chỉ còn vài chục đơn vị. Trong khi đó, ở điều kiện bình thường, kho máu phải thường trực 4.000 đơn vị và mức dự trữ cao nhất là từ 5.000 đến 7.000 đơn vị. Vào đầu tháng 8, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã chuyển vào Cần Thơ 1.000 đơn vị máu, nhưng số máu này cũng đang vơi đi rất nhanh do nhu cầu quá lớn. Một tuần tới là coi như chúng ta không còn máu nữa. Đó, do đó là cái máu mà hiện nay mà nói gì để dành cho cấp cứu thôi nó cũng không đủ chứ không phải là phục vụ cho cái người bệnh mà bình thường. Với nhiệm vụ phân phối cung cấp máu cho 80 bệnh viện, cơ sở y tế ở đồng bằng sông Cửu Long, trách nhiệm của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ là không hề nhỏ. Mỗi người dân đi hiến máu cũng như mỗi đơn vị máu được tiếp nhận trong thời điểm này đều rất đáng trân trọng, bởi hiện nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận không đến 100 đơn vị máu, thậm chí có ngày không có một đơn vị nào. Để triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ, nhóm đối tượng lao động tự do đang được thành phố Đà Nẵng nhanh chóng lên kế hoạch hỗ trợ, đơn giản hóa trong khâu giải quyết, tiếp nhận hồ sơ, rút gọn tối đa các thủ tục để người dân được hỗ trợ kịp thời. Lao động tự do là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19 do công việc không ổn định, thiếu tích lũy nên cần hỗ trợ. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, thành phố Đà Nẵng đang đơn giản hóa thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân nhanh chóng nhận được hỗ trợ kịp thời. Tôi yêu cầu tất cả các quận, huyện, xã, phường, đối tượng nào rõ rồi thì tiến hành lập danh sách và gửi danh sách đó về website thông tin điện tử để chuyển cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Còn cái danh sách mà đóng dấu ấy, thì chuyển bưu điện xong, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát. Trong đợt này, tại thành phố Đà Nẵng có khoảng hơn 33.000 người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do sẽ được hỗ trợ. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, các xã, phường sẽ lên phương án để đảm bảo an toàn tại các điểm chi trả tiền hỗ trợ. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO tại Việt Nam đã phát động cuộc thi vẽ Hà Nội là, kêu gọi các nghệ sĩ trẻ cùng quảng bá danh hiệu Hà Nội, thành phố sáng tạo do UNESCO trao tặng năm 2019 bằng những tác phẩm minh họa về Hà Nội. Các tác phẩm dự thi có thể tự do thể hiện một Hà Nội phía sau lăng kính nghệ thuật và cảm xúc riêng của mỗi tác giả. Cuộc thi kéo dài trong một tháng, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 tới, do UNESCO, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Hai năm học gần đây của học sinh bị gián đoạn liên tục vì dịch bệnh COVID-19. Ngành giáo dục chuyển sang học online, thi online, chuyển cấp online. Nhưng rõ ràng, việc đến trường của con trẻ không thể thay thế hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. Đây là điều mà nhiều phụ huynh cũng như đại biểu Quốc hội trăn trở.
Mới học hết lớp 3, nhưng em Hà Phan đã học online đến 4 lần, mỗi lần kéo dài đến cả tháng. Việc kết thúc năm học của em cũng hết sức lúng túng, bởi quyết định thi online được đưa ra rất lâu sau thời điểm học hết chương trình. Học online là một biện pháp bất đắc dĩ. Nói thật sự là như thế. Các cháu lên lớp được ngồi nghiêm túc ở trên trường, trên lớp, gần gũi cô hơn, mà cô trực tiếp hơn, bao quát được hơn. Cái chỗ này thì có những cái buổi học mà tôi cứ bảo, ô con ơi sao hôm nay bà chả thấy cô gọi con. Đấy là bởi vì bây giờ cô chỉ gọi được một số bạn thôi, làm sao mà như ở trên lớp nó sát sao được. Cho nên là nói thật sự là cái học online này nó cũng trăn trở lắm. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Kế hoạch này về cơ bản ổn định với các năm, thời điểm khai giảng vẫn là mùng 5 tháng 9. Tuy nhiên, khi nhiều địa phương còn đang chống dịch COVID-19 căng thẳng, các công tác học đường rất có thể sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Cái truyền thống chúng ta là 5 tháng 9 là khai giảng, nhưng mà tình hình này thì chúng ta phải khai giảng như thế nào và đưa các em trở lại trường học như thế nào. Có phải là chúng ta phải tiếp tục, ví dụ giờ chúng ta nói là chúng ta học online, nhưng mà đối với những cái em học sinh tiểu học, rồi đối với cấp mầm non thì online như thế nào được? Do đó thì có nghĩa là Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng ta phải có những cái giải pháp hết sức là phù hợp, mà cái mục tiêu trên hết là làm sao đảm bảo cái sự sức khỏe và cái sự phát triển của các thế hệ tương lai của chúng ta. Trong kỳ thi Trung học phổ thông đợt 2, nhiều địa phương đã quyết định không tổ chức thi mà xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các em có nguyện vọng sử dụng điểm thi Trung học phổ thông để dự tuyển đại học. Những thiệt thòi của khóa học sinh này là không thể bàn cãi và cần được khắc phục bằng những giải pháp dài hơi hơn trước dịch bệnh. Chúng ta cần xác định khả năng chung sống với dịch, và với cái tinh thần như vậy thì cần phải có xây dựng một cái mô hình môi trường trường học an toàn để cho các cháu học sinh có thể đến lớp, đến trường mà an toàn. Chúng ta không thể là cứ tiếp tục mãi cái câu chuyện là dạy học trực tuyến và các cháu học sinh chỉ ở nhà. Cái điều này là cái điều mà tôi nghĩ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Chính phủ cần phải sớm xử lý. Rõ ràng, học trực tuyến là giải pháp được đánh giá cao trong thời điểm đầu của dịch và là một bước chuyển đổi số cần thiết trong giáo dục. Nhưng ý nghĩa của giáo dục không chỉ đến từ việc tiếp nhận tri thức mà còn đến từ việc học hỏi trong cộng đồng, từ sự giao tiếp, từ những tình cảm nhân văn trong một môi trường lành mạnh. Đã đến lúc các bộ ngành cần phải phối hợp, nghiên cứu về một giải pháp giáo dục trong tình hình mới. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và xử lý hơn 20 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Công an huyện Khoái Châu phát hiện và xử phạt hành chính 2 trường hợp ở xã Việt Hòa và Đông Ninh vì chia sẻ thông tin sai sự thật về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô và đưa tin giả về dịch COVID-19 trên Facebook, gây hoang mang dư luận và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Tin giả có xu hướng gia tăng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều người đăng tin sai sự thật do thiếu hiểu biết, song có người tung tin để câu like, câu view, trục lợi cá nhân. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 1697 yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch một cách có hiệu quả, với quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính từ tháng 5 đến nay, đã phát hiện 1.183 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính là 33 trường hợp, phạt tiền gần 90 triệu đồng, nhắc nhở 1.150 trường hợp. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, thì mỗi người dân cần phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố phải là một pháo đài chống dịch, quyết tâm cùng chung tay với cả hệ thống chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Vâng, và với thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.